Mình xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube của mình nha. Thì mình vừa mới lên đây ra, mình đặt về cái chai khử nước tiểu chó nha mọi người. Nó bây giờ mình khử hai con đó, khử nước tiểu nhưng phải khử hai con chó nha mọi người. Đó, đây nha, xịt khử mùi chuồng trại chuồng chó nè mọi người. Đó, nghe ra nó lọ thì thơm lắm. Thì bây giờ mình sẽ khô cái này ra nha. Mình sẽ bắt đầu khô nha mọi người. Cái chai này như là 500 lít hay gì, ấy gì, 500 ml, 500 lít chắc xài chắc tới 1 lít. Đã thấy được bộ dạng bên trong. Thì đây nha mọi người, phay đeo đơ có hình chó nữa nè, khử mùi chuồng trại ha. Cái này có 350 ml thôi mọi người. Đây công dụng nè, khử mùi nơi thú nuôi thường sinh hoạt, kiểu mọi người, lau rửa chỗ bẩn do nước tiểu của chó đó. Thì vậy nha mọi người, công dụng nó chỉ đơn giản vậy thôi. Vừa mới ra là nghe mùi bạc hà nha mọi người, khá là thơm luôn. Xịt thử miếng đây gì đâu, xịt thử chân chân. Đây nha mọi người, mùi bạc hà khá là thơm luôn. Ủa sao mình bắn không được ta? Cái đầu nó bị gì chậm, như xây bắn được nó, bắn được đâu mọi người. Khá là thơm mùi bạc hà luôn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ ra mình xịt vô cái chuồng của nó nha. Đi thôi mọi người, ra ngoài xịt vô cái chuồng của con bông với con bơm cho nó cơ, ăn cơm nó chưa ăn hết. Con này thì ăn xong rồi, giờ mình sẽ xịt thử với cái khay nó nha mọi người. Gì đầu lông cũng chưa, tùm lum chân gì bông. Gì đầu lông tà lé chân gì, mình đi rửa cái này các mọi người. Thì mình vừa mới đi rửa cái khay này nha mọi người, nãy lông dính tùm lum. Bây giờ mình sẽ xịt lên thử nha. Đó, rồi giờ mình đái đi, hết thối vậy đó. Bạc hà nồng nặc luôn rồi. Thơm không bông? Thơm không? Tí nữa mình ôm xịt chung bơm nha mọi người. Giờ nhét vô thôi. Một tay nhét khó quá. Dột dột dột. Ây da. Kẹt. Đó, xong một con rồi nha mọi người. Giờ tới quan đây gửi cái khay cho cái cho nó cái nữa. Quá chán. Bơm mà là bơm, mình lúng gì vậy bơm. Từ giờ đi gửi cái khay cho nó cái nha mọi người. Giờ mới chịu ăn ha. Ăn cho no vô đi. Cái mình có hả cái mốt bụng la. Không bồng. Thì mình vừa gửi cái khay cho nó xong nha mọi người. Để giờ mình xịt nè. Bông chứ xịt thì nhiều quá, ăn bơm chứ. Rồi. Thơm. Nồng nặc luôn nha mọi người. Đó. Thơm phức rồi đó. Thơm không? Chắc giờ mình vô mình xịt cho cái chuồng con kỳ tôm nhỏ luôn nha mọi người. Đi thôi.
trang này cũng lợi hại chứ nha. Cái ngọng này nó nhét gì thôi luôn nha mọi người. Kỳ Tâm, để tôi xịt miệng miếng nha. Khay bị hư mình kéo được tới đây vậy, để mình xịt vô. Đó, xong như hai vị thơm luôn nha Kỳ Tâm. Xịt các góc như nó cái nữa. Hỏi thúi thích góc nhà luôn nha mọi người. Xịt mấy cái góc nhà luôn cho nó thơm. Đó. Bây giờ sẽ phong cũng được. Xong. Vậy là xong với chai này nha mọi người. Thì người ta vừa mới giao cho mình hai cái đơn hàng nè mọi người. Một đơn thì bé tí, còn một đơn thì chà bá luôn. Đơn này thì là áo cho chó nha mọi người. Mình đặt hai cái về cho con Bơm với con Bông. Mà không biết con Bơm nó mặc vừa không nữa. Với lại nó không có mặc, nó cắn mà. Còn cái đơn này thì bông lọc cám cho cá vàng mọi người, với cám tôm bôi mình mua cái này về cho cá chê nó ăn. Đó, cá chê của mình giờ thì khá là bự luôn. Quá to luôn. Thì bây giờ mình sẽ khui hai cái đơn này ra nha mọi người. Thì mình đã khui cả xong nha mọi người, một đống bông lọc luôn này, chắc lọc chứ tết hôm qua. Còn đây ba bịch cám cho cá vàng nha mọi người. Đó. Đây có hình con cá ba đuôi nè, là háng cái coi cái thứ này. Cái cám này, cái hạt nó cũng vừa, cái vàng thế này được. Mình đây mua ba bọc là 1,5 kg nha mọi người. Mình thấy rẻ quá, mình mua 1,5 kg luôn để ăn cả lâu. Còn cái này thì cám cho cá chê nhưng mà cám tôm bôi 2 hạt loại 2 mọi người, nó nhỏ nhỏ tí nha. Đó, khá là nhiều luôn. Cái này cho cá chê nó lớn phì luôn quá. Để bây giờ mình sẽ khui cái đơn áo này ra coi nó như thế nào nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ khui cái đơn áo này ra nha mọi người. Khui nhẹ nhàng từ tốn thôi, cắt chúng cái miếng áo một cái thôi là xong luôn. Khóc tiếng sâu quá luôn. Ngồi luôn tùm lum luôn. Cái này là hai cái áo hả trời. Gì đâu nhỏ xíu biết mặc vừa không. Quà chàng. Tí nữa mình sẽ mặc thử cho con Bông nha mọi người. Áo thì có chút ép gì chạy. Xíu sao mặc vừa mọi người. Togo gì nè mọi người. Hình thì khá là đẹp luôn mà cái áo thì nhỏ xíu ta. Tiếp theo cái áo màu vàng nha mọi người. Đây coi cái đâu rồi chạy, chủ áo đâu rồi chạy. Này là size M nha mọi người, còn cái áo nãy là size S. Đó, nhìn cũng khá đẹp nha mọi người. Đây là hai cái áo nha mọi người. Đó.
chắc con bơm chắc mặc áo màu vàng này quá, mà mặc thì mình sợ nó cắn, nó không chịu mặc gì hết trơn, nó phá lắm mọi người. Thì giờ mình sẽ mặc cho con bông nha mọi người. Trước tiên thì mình sẽ tắm cho con bông cái nha mọi người, thì mình sẽ mặc đồ vô mới được. Bây giờ quá giờ mình sẽ tắm nó bằng cái bột khô này nha. Thử test cái bột khô này luôn coi nó thơm không. Nè mẹ ơi, tắm cho nè. Rồi, rồi, rồi. Bông. Nó làm gì vậy? Nó quá nhồi mọi người. Ra đây. Luôn tắm cho. Rồi. Cái bột này thì cũng không thơm gì mấy, nhưng mình tắm xong chắc mình sẽ xịt cái nước hoa lên cho nó nè. Chứ mình tắm này không thì nó thúi lắm. Dạ. Vậy đâu đùa như vậy con. Phá lắm nha mọi người. Lúc mới đem về thì nó nằm yên lắm, còn giờ thì nó phá thì thôi luôn. Thơm giờ thấy tu hình nè. Vậy cái đôi nó mới sạch nha mày. Mày cái ngồi vô hết cái quần luôn rồi nè. Liệu quá rồi ôm ơi, ôm ơi, ôm ơi, bông. Rồi giờ sẽ xịt cái nước hoa lên cho nó nha mọi người. Xẹt, xẹt, xẹt. Rồi. Thơm tho luôn nha mọi người, xịt bông luôn. Bông từ đầu tới đuôi luôn. Rồi bây giờ mình sẽ mặc cái áo gì cho nó thử. Mặc cái này nha. Mặc cái này nhau nha. Rồi mặc sao ta. Để mặc vô coi. Dạ, cắn đau. Để cái chuông ra ngoài coi. Giờ cắn được không ạ? Xong thì nó ra như vậy nha mọi người. Đây. Khá là đẹp luôn. Sao thấy nó nhỏ như ta. Và thế là xong.
từng để bài mọi người nha.